số cử nhân thạc sĩ thất nghiệp tăng lên hàng năm. Con số này đến nay là 225.500 người, tăng thêm 26.100 người so với quý 2 năm 2015. Thừa nguồn cung, thiếu kỹ năng làm việc là hệ quả trong suốt quá trình dạy và học trên ghế nhà trường. Dự báo con số thất nghiệp sẽ còn tăng nếu chúng ta không đưa ra được những phương pháp đào tạo phù hợp. Là sinh viên một trường đại học lớn có tiếng, Ngọc Anh tranh thủ thời gian đi làm thêm. Ngoài chút lương phụ vào sinh hoạt hàng ngày, thì lý do chính mà Ngọc Anh đi làm là để tích lũy thêm các kỹ năng. Từ đến năm 2 cho đến bây giờ thì em có một số bạn ra trường rồi thì nhiều bạn vẫn không làm đúng cái nghề mình đang học. Thì đúng là bọn em rất lo lắng ạ. Hay như Vũ Thị Trinh, sinh viên năm cuối chuyên ngành kế toán doanh nghiệp thương mại cũng đang tỏ ra lo lắng với kế hoạch việc làm cho tương lai. Kỹ năng tiếng Anh chẳng hạn, mặc dù biết là sau này ra trường rất cần ấy, nhưng mà động lực thì nó cũng chỉ đến được trong một thời gian ngắn ấy, xong sau đó mình lại không có động lực để học tiếp ạ. Một hội thảo về khủng hoảng thừa cử nhân cũng đã chỉ ra 90% sinh viên ra trường không tìm được việc làm là do thiếu các kỹ năng mềm, khả năng ngoại ngữ còn yếu. Nhiều doanh nghiệp cũng cho rằng hiện nay vẫn còn tồn tại tình trạng nhà trường cứ đào tạo, còn thực tế doanh nghiệp cần những nhân lực như thế nào thì trường còn chưa biết. Giải pháp cho vấn đề này được nhiều trường đại học đưa ra là quy trình đào tạo theo mô hình đại học ứng dụng. Những trường đại học theo mô hình ứng dụng cho phép sinh viên ngay từ năm thứ nhất sẽ được trải nghiệm và làm việc thực tế tại doanh nghiệp. Nhiều thí sinh chúng tôi cũng khuyên là các em có thể đi làm ngay nếu khi có cơ hội xin việc, rồi chúng ta tiếp tục học sau này. Con đường vào đại học không phải bắt đầu chỉ sau khi kết thúc trung học phổ thông. Trong nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng cử nhân thất nghiệp là bởi ngay khi chọn trường, chọn ngành học, thí sinh còn theo tâm lý đám đông chứ chưa chú trọng thực sự vào năng lực và mong muốn của bản thân mình. Vấn đề việc làm đó là cái vấn đề quan tâm chung của xã hội và cũng như là của các thí sinh cũng như gia đình phụ huynh. Nên chúng tôi cũng nhận được những câu hỏi liên quan đến công tác đó. Hãy quan tâm hơn nữa đến năng lực thật của con mình, đến nhu cầu thật của xã hội, thì rõ ràng họ phải đọc, họ phải tìm hiểu và họ phải có một cái lộ trình, chứ không phải là ngày mai con mình đi xét duyệt mới vội vội vàng vàng ngồi dở ra để xem con mình nên thế nào không được. Nhiều giải pháp như phân luồng học sinh để định hướng nghề nghiệp, đào tạo theo thực tế đang được đưa ra cho bài toán cử nhân thất nghiệp. Nhưng câu trả lời sẽ chỉ có trong vài ba năm tới. Và khi đó, liệu hàng dài những cử nhân chờ phỏng vấn này có đủ tự tin vào trình độ và các kỹ năng mềm sau 4 năm đào tạo?